con đứng con ghế đây. Thoải mái nhá. Đây 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 con chỗ đây. Thanh niên ngồi chỗ đây. Rồi, bên này đủ người rồi, đi em. Xin chào các bạn nhá. Lên thuyền cao tốc đi Cù Lao Chàm. Nhất chạy. Wow, bắt đầu thôi. Đây giáp bận. Cửa sống một xíu không được. Đây là cửa đài này. Ngoài quần công ty Cờ Tung này. Cờ Tung Cờ Việt. Cờ Việt. Đi gọi là đi thành cổ, cái tuyến mà thành cổ rồi đi địa đạo Vĩnh Mốc. Vĩnh Mốc là Cửa Tung. Đó là Cửa Tung đó. Giờ đi đi là Cửa Đài. À, đây là Cửa Đài, Cửa Việt. Đây là Cửa Đài. Bé là tính bé là sơ sinh đó. Thì đấy là liên quan đến an ninh hàng hải mà. Bắt buộc phải có sự đồng ý của bên ở chứ, bên phòng biển chứ. Mới được lệnh xuất bến chứ. Gửi một người để bên đây. Gửi lanh sang vậy. Em đi răng được mà em không đấy, họ quen mặt rồi. Đôi tao quen mặt em đi được mà. Em xin đi được không mất tiền luôn ấy. Em thì phải giữ lại để nhanh chung cái người đi không. Em nói này, một là em là không đi này. Đến thì lanh nhưng mà cũng lanh lắm không? Đến lanh nhưng mà phải nông nan. Mẹ thì mẹ em hay nói em rất nông nan. À, Linh Dương rồi hả? Chỗ nên toàn cái chứ, đứng lanh lắm chứ mà. Thì em nói ra đi. Linh Dương rồi hả? Dạ, thì em nói đi đây. Con chị Xuân cháu Văn Thanh. Thì em nói đi này. Là em là rất là ngại việc mang tiền mà không còn biết. Này, cửa đại nha, mình sẽ ra cập cảng Cù Lao Chàm. Với thời gian cano mình đi 20 phút là tới nơi. Quãng đường từ trong đất liền ra ngoài đảo tính theo đường bộ là 18 cây số đường bộ, tính theo đường biển là 10 hải lý. Cano mình đi 20 phút là tới nơi. Sau đó em lại sẽ đưa mọi người đi tham quan. Cái điểm đầu tiên là khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Và điểm thứ hai là cái giếng cổ người Chăm Ba. Đặc biệt cái giếng này là giếng nước ngọt trên đảo này. Và giếng này có tác dụng chữa cho những ai ế nặng, ế lâu năm, ế tiền kiếp. Đây, chữa lành. Rửa đi. Anh đi không lên rồi, lành ra đeo con đi. Đúng rồi. Thì uống ngậm nước giếng trồng men suốt đời. Anh nào mà tóc đá bạc phơ thì uống ngậm nước giếng thì gái lành ơi. Rồi, xóa mình nè. Đúng là em đợi sẽ bằng đưa hoa. Em thôi, múc một trái xanh đi. Anh này cho lại cho anh uống. Thôi anh, tự cho kết nối cho hai đứa nha. Rồi, bắt đầu tăng tốc rồi, yeah! Báo phê! Thank you.
anh đâu phải không? Không, đấy là vài đất tuổi đó. Không, quay xa xa lắm á. À dạ, đúng rồi.